Kiết sử là cái căn bản phiền não, thì tuần vừa rồi mình sẽ học đến cái phần tùy phiền não. Là tùy phiền não nó cũng từ cái 10 căn bản phiền não mà ra. Thì tuần vừa rồi mình học chỉ mới có 10 cái phiền não trong 20 cái món tùy phiền não. Thì cái phiền não thứ nhất là phẫn nộ, là nóng, là sân hận. Rồi đến hận thì là hờn. Thì có hai cái hờn mát, và là thì rất là dễ hờn chút xíu rồi mình có thể bỏ đi được. Còn hờn thiệt là hờn rất là lâu mà rất là khó mà mình có thể bỏ nó được. Rồi đến não là phiền não, là bức rứt, là bực tức. Buồn phiền. Rồi cái gì mà không vui gọi là não. Dạ. Rồi đến phú. Phú là che đậy, là che giấu cái sự lỗi lầm của mình. Rồi đến tật. Tật là tật đố kỵ, tật ghen ghét. Sang bần là keo kiệt, bủn xỉn. Rồi đến cuốn là mình gian dối để mình làm cái gì mình muốn, đạt được cái gì mình muốn. Cuốn xong rồi đến kiêu, là kiêu căng, kiêu ngạo. Rồi đến xỉm là rất là nịnh bợ, mình thích nịnh bợ người này người đó. Rồi cái cuối cùng là cái hại, là cái hại chúng sanh, là làm cho chúng sanh đau khổ. Dạ. Vô tầm vô ý, hôm nay mình lưu ý kỳ này học tiếp, học ôn lại. Thì rồi mình cũng có nói sơ vô tầm vô ý, nên kỳ này mình ôn lại. Chị bỗng giỏi quá, cho 10 điểm. Thấy không, mình có học xong rồi cái mình ôn đi ôn lại mình nhớ. Dạ. Thì sau này mà mình có học vào giáo lý đó, dễ. Bởi vì sư cô tụng trong kinh Đại Bát Niết Bàn, trong kinh Đại Bát Nhã, không rời tứ đế, không rời thập nhị nhân duyên, không rời bát chánh đạo, không rời là tứ niệm xứ, tứ chánh trần, tứ như ý thức. Tất cả cái đó nó có trong đó hết. Nhưng mà sao? Ở đây là mình học là gì? Mình học có thuộc về tiểu thừa, có nghĩa là mình chắc có để mình trụ vào đó để mình tu tập. Còn vào bát nhã đó thì không rồi, mình không chủ trách nữa rồi. Dù có tứ đế, dù có thập nhị nhân duyên, dù có bát chánh đạo, hay là có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, cái đó nó thuộc về thể chất thanh tịnh. Một cái thanh tịnh bao nhiêu đều thanh tịnh hết. Thành ra đọc trong đó một quyển, coi như sư cô đọc trọn quyển, coi như sư cô chỉ đọc một chép tơ của một cái thiên đầu thôi ha, thì đi vô xa hết một cái quyển đó, chỉ giống như nhau không khác. Cũng định nghĩa ban đầu thì nói tứ đế, kế thì nói thập nhị nhân duyên, kế nó bát chánh đạo, phải không? Tất cả cái đó đều là gì? Đều là không. Nó dựa vào thể chất thanh tịnh, mà cái thanh tịnh thì nó không hai, không hai thì nó là gì? Là không. Do đó mình tu tập căn bản cái này, mình vô đó mình nó dễ. Thành ra cái này mình đọc căn bản hết rồi, mình đi vào giáo lý không còn khó với mình nữa.
Đây là nền tảng căn bản toàn bộ hết, mà toàn bộ giáo lý căn bản của Đức Phật, của Đức Phật dạy á, từ trong kinh Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm, kinh Bát Đại Nhân Gián hay là kinh Pháp Hoa, nó cũng nằm trong căn bản tất cả những cái mà sư cô chỉ cho đại chúng ở đây, nó không ngoài cái đó. Nó thành ra quý vị học ở đây là cái nền tảng chắc chắn hết trơn rồi, rồi quý vị đi vào á là kinh đó rồi các vị mình là nắm được liền thôi. Do đó mình có học thêm nữa là giống như mình ôm đi, mình ôm lại để gì, để căn bản để mình nhớ thôi, chứ không có gì khó hết. Thành ra sư cô dạy được cái này, sư cô cũng cảm thấy hạnh phúc lắm, bởi vì cũng để mình nương vào đó để mình tu tập. Mình là người tu thì mình cũng đã tu tập từ nào giờ rồi, phải không? Nhưng mình đã giảng cho đại chúng để mình tu tập thêm chút nữa, mình cảm nhận được nó nữa, thành ra mình đỡ khổ hơn. Mình xa liền mình cảm nhận được nó, cuộc đời này không có gì hết á, phải không? Từ cái cảm nhận cái đó tự nhiên mình cảm thấy gì, an lạc hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Nói thật, thí dụ như cuộc đời mình có lo khổ bao nhiêu gì nữa, nó chỉ là bao nhiêu thôi, phải không? Nó không có lo nhiều hơn nữa trong đời sống, trong đạo. Bây giờ sư cô chỉ lo gì? Lo tiền, lo bạc để mình trả tiền nhà. Nhưng sự thật nếu mà căn bản Phật tử mà có cho mình đủ rồi, mình chỉ chuyên tu thôi, phải không? Mình hạnh phúc được cái đó rồi thì mình tất cả xa lì hết rồi, mà mình cũng không có tiếc khi mình chết, là vậy gì mình cũng không có gì để lại, phải không? Nó mình không có gì để nắm bắt, cũng không có gì để lại, thành ra mình an lạc với nó vậy đó. Chứ còn nhiều quá thì nó khổ, phải không? Đó, thì bây giờ chúng ta để chúng học tiếp là cái 11 là vô tàm. Vô tàm tất nhiên là không biết khổ. Vô tàm vô úy này nè, hai cái này nó đi đôi với nhau. Nếu mà có vô tàm mà không có vô vi quý á, thì cũng không được. Phải hổ là cái gì mới thẹn, mà có hổ mà không thẹn thì cũng không có phải là cái từ trọn vẹn của nó. Thành ra cái vô tàm vô úy này nó phải đi đôi với nhau. Ở đời mà chúng ta không có vô tàm vô úy, chúng ta làm rất là nhiều tội lỗi. Bởi vì hai cái này thấy nó đơn sơ, nhưng mà nó bao gồm nó tổng thể. Nếu mình có tàm có quý thì mình không có tham sân, phải không? Vì mình không có tàm có quý thì tham sân nó vô hoài. Đó, cái tàm quý thì nó đơn sơ, chứ nó một cái chi ly nhỏ, một cái dính nhỏ, trong đó là căn bản phiền não thôi. Đó, mà cái này là tùy phiền não. Nhưng mà nếu nói tổng thể của nó cũng thuộc về căn bản phiền não đó. Bởi vì mình thiếu đi cái vô tàm vô quý thì tham sân mình nổi dậy. Mình làm bất cứ chuyện gì, phải không? Thì bất cứ chuyện gì trong đó có tham, đủ thứ, ngũ dục lạc. Giờ nên mình không biết khổ thẹn, đó, tham đắm ngũ dục, thành ra mình chịu khổ. Vô úy là không biết thẹn, nghĩa là việc làm sai trái đối với lương tâm mình không biết hổ. Với hiền không biết kính trọng với người hiền đó. Đối với lương tâm mình không biết hổ, đối với người khác mình không biết thẹn. Mình không biết khổ, biết thẹn chính bản thân mình, thành ra đối với thế gian, diệt cấp, diệt trộm, phải không? Vì mình không biết khổ, biết thẹn nữa rồi, thành ra mình gạt gẫm đủ thứ người. Ở Việt Nam á, bây giờ á, sao mà cái vấn đề mà gạt gẫm tiền trong ngân hàng nó nhiều quá, không, tại sao hay vậy? Phải không? Mình ở bên đây, ví dụ như giờ mình mượn cái account, xin cái account của một người để làm đưa account cho người ta, bỏ tiền vào ngân hàng của mình, không bao giờ mất, phải không? Nhưng mà ở Việt Nam biết cao số cao của mình rồi là sao họ lấy được hết, mà tại sao vậy? Thì Việt Nam mình quá dở trong cái vấn đề mà bảo vệ tài sản của người ta, phải không? Nhận qua sư cô thấy một cái tin tức đưa lên, cái người này là một thương buôn lớn của Việt Nam mình, cũng kinh doanh thành đạt, cũng dùng miền Tây, phải không? Thì là sáu thằng này là dạng mà cướp tự lập lên thôi, không có người nào làm chủ của nó hết. Đó, thì nó theo dõi gia đình này, nó biết gia đình này giàu cho nên tháo sáu thằng để súng, tự sắm súng nè, tự sắm những cái mâu cái giáo để giết hại người, phải không? Khi thấy gia đình ba vợ chồng đang đi, nó chặn đường lại, nó kêu phải chơi tiền, nó không đưa tiền nó giết, trong đó có đứa con nữa. Thì là nếu mà không đưa tiền nó giết thì đang trên đường đi lấy tiền về thì mới đưa cho nó. Nó đòi tiền rất là nhiều, nhưng mà trong đó có bao nhiêu đưa nó hết là 36 tỷ. 36 tỷ Việt Nam là nó lớn biết, nó khoảng như 2 triệu đô của Canada mình đó. 2 triệu đô á, tại vì 36 tỷ Việt Nam mình á, coi như tiền Canada thì 100 đô 1.000, 1.600.000, thì 32 triệu đi, 32 tỷ thì nó là 2 triệu đô của Canada, cái này trên 2 triệu, phải không? Xong rồi nó đem người ta đi cho một khoảng trống nữa, nó bắt được cái người chủ nhà điện thoại về chỗ cái công ty đó,
kêu ở chủ nhà đưa thêm cho nó là 3.500.000 đô đô Mỹ á, phải không? Thì gia đình mới cảm thấy này nó bị tống tiền rồi, mới cảm thấy tại sao kêu đưa chuyển khoản số tiền quá lớn, phải không? Do đó gia đình nghi mới báo với trạm công an. Báo công an rồi á là nó biết nó lấy tiền không được thì nó không có giết ba tiền này, nhưng mà nó sẽ thả cho một cái khúc mà xa vắng tại tiền vô vô tài khoản của nó rồi, nhưng đâu có trốn thoát, đâu có trốn thoát được. Có ông giết rồi thì công an với cảnh sát họ cũng bắt được đem về 6 thằng luôn, nó kết hợp với nhau đó. Thì bây giờ cái chuyện mà tống tiền người bắt cóc con nít nó, cái này mình không có hổ không có thẹn, phải không? Mình bày ra đủ thứ trò để gì? Mình gạt gẫm người, mình tạo cái đau khổ cho người khác mà chính mình nữa, giúp nhất là mình đau khổ rồi chứ đừng nói tới người khác. Do đó đó, khi mà mình làm bất cứ một việc gì không có sự hổ thẹn trong đó, bất cứ việc gì mình cũng làm đó, từ việc ngoại tình, phải không? Nói chuyện trai gái, phải không? Từ việc cấp chọn, từ việc tham lam đủ thứ, bằng mọi cách mình có thể là mình làm được hết. Bởi vì mình thiếu cái hổ thẹn này. Với một người có thẹn, biết hổ thì họ không bao giờ làm. Từ một việc nhỏ họ cũng không bao giờ họ đụng vô, phải không? Họ tự trọng nó. Bởi vì có hổ thẹn nó tự trọng mình, còn không hổ thẹn là mình không tự trọng mình. Mình có thể chôn vùi mình bất cứ lúc nào vì cái sự thiếu hổ thẹn này. Đó, cứ ai cũng vậy, trong đời sống tu hành cũng vậy, mà ngoài đời cũng vậy. Nếu mà thiếu hổ thẹn này đó thì mình làm cái sự mà cười chê cho mọi người. Ở trong chùa mà mình giải đãi không lo tu tập, phải không? Lười biếng lười nhát thì mình thiếu hổ thẹn rồi. Bởi vì khi mà mình lười biếng nhát đó là quý sư bà sẽ điều khiển mình liền, khiển trách mình rồi, phải không? Mà mình có hổ thẹn thì mình phải sao? Tinh tấn tu tập với quý sư bà mới không có la gầy mình trước mặt đại chúng, phải không? Cái mình la gầy trước mặt đại chúng mà la gầy trước mặt người khác đó thì cảm thấy hổ thẹn nhất đó, mà mình không có thì mình bị la gầy hoài thì biết cuối cùng có phải đi ra khỏi chùa thôi. Bởi vì cái hổ thẹn này nó quan trọng. Thấy người hiền không kính trọng, gặp việc phải chẳng màng, thấy không? Bởi làm việc quấy nên sợ người chê cười, nên tội ác mỗi ngày càng thêm lớn. Người không biết hổ thẹn thì không đủ tư cách làm người, bị chúng khinh cười không còn giá trị. Cái này rất là đúng. Ở Việt Nam á, mình không nói Việt Nam, hầu hết bây giờ nếu mình con người mình thiếu cảnh giác á, mình tạo rất là nhiều tội lỗi. Tội lỗi trong gì? Trong rượu chè, trong đam mê sắc dục, đam mê đủ thứ, thành ra mà tạo rất là nhiều tội lỗi do của mình không có suy nghĩ thiếu hổ, thiếu thà, thiếu hẹn này. Cái 13 là điệu cử, là cha lao chao tâm tánh, lao chao không được trầm tĩnh, nhiều khi thố lộ nơi thân, nhịp vế rung đùi, đứng ngồi lật đật, phát hiện nơi miệng nói năng lắp bắp, cười cợt không ngừng. Người đánh nết lao chao thì không ra người lớn, nếu người có đủ tư cách đại nhân, nhất là nhà tu sĩ phải gắn hàm phục tâm. Điều cử này nếu thắng được nó thì mới trở nên người đàng hoàng, đứng đắn. Thật sự ra nó đúng là như vậy đó, phải không? Nếu mà mình trạo cử, cái trạo cử này tuy nói nó cũng là một cái quay nghi, trong đó là tứ quay nghi đi đứng nằm ngồi của người tu. Còn cư sĩ không thể là về nói về cười gian và chạy được đó. Ngồi thì ngồi ăn cho đàng hoàng, không thể mà dàn miếng cơm vô còn ngậm đó mà cứ nói hoài, phải không? Cái này cũng thuộc về điều cử, phải không? Nhiều khi chưa nói mà cái cười hả hả đàng hoài chứ không nói được, mà nhiều người nói hoài không nín, mình nghe không dứt câu, nói không biết mệt, nói đến ớn luôn, phải không? Thì trạo cử cái miệng đó coi như là không biết chuyện đâu mà cứ nói hoài, mình lên mình nghe kiếm được cái nói giết mà ớn, mà cũng tự giận nha, trời ơi sư cô ơi, con nói giết bọn ớn đó mà, nhưng mà bỏ không được. Bởi vì sao? Cái trạo cử của miệng nó quen rồi, mình không có người nhắc nhở tại vì mình thiếu cái sự tu tập. Bây giờ mình sống tự do tự đại xã hội mà tự do tự tại quá thì thành ra mình cứ nói hoài, biết cười cái nó quen theo. Có cô đó cổ tâm tình với sư cô với cũng một vài người khác, cái này á nó là một bài học thôi chứ mình cũng không có nói gì với chuyện riêng của ai. Đây là bài học của đời mà, có nhiều người làm như vậy đó chứ không phải riêng gì một người. Khi sống với một trong gia đình, phải không, cậu chồng cậu có vợ bé, cậu rất là buồn, cậu buồn đến nỗi cậu bị tâm cứ giống như là không có người để thổ lộ đó.
rồi nó bị giống như căng vậy đó, nó sự đè nặng đó, không bộc phát ra được. Thời gian 3 năm trời cũng không nói được tiếng nào hết trơn á, mà biết khóc thôi. Khóc được ông đỡ, lúc đó cũng không khóc được nữa đó, cổ buồn nó không khóc được. Tới chừng mà cổ cảm nhận cổ suy nghĩ khi ông chồng lơ, ông chồng cổ đi hẳn đi về ở vợ bé luôn, thì cổ mới cảm nhận được cái con, cổ muốn bung ra. Cổ bung ra bắt đầu gì, có người tâm tình được chứ cổ mới trúng được tâm đen, tim đen của cổ rồi đó, bắt đầu có bột phát ra. Cổ nói giết cái bây giờ. Cổ nói 3 năm không nói, bây giờ nó buồn. Trầu cử các bạn, cái miệng nó giết thành ra nó quen lạnh với cái hệ thần kinh đó, nó không điều khiển được mình nữa. Đó, thành ra khi mà có người nào mà chạm phải để nói rồi đó, coi như thao thao bất tuyệt, đủ thứ chuyện để nói trên đời hết, bởi vì mình quá kinh nghiệm nó rồi, mình quá từng trải rồi. Đó, do đó quý vị là cái miệng cũng là cái trạo cử, chứ không phải trạo cử gì thân mà ngồi nhịp đùi không nha. Còn quý thầy mà nhịp, ôi xin lỗi, quý vị mà nhịp đùi được đó, phải không? Nhịp đùi nó quen rồi đó, dù ngồi trước mặt đại chúng, quý vị cũng vẫn nhịp đó, bởi vì đó là một thói quen rồi. Mà đây á, mình nói cả người đời và cả lẫn người tu, bởi vì Đức Phật dân dạy người tu đây là một trong mấy bốn tứ quay nghi của Đức Phật đi đứng nằm ngồi. Nhưng thật sự đó không phải tứ quay nghi đâu, người tu có 24 quay nghi là. Mà còn nói cơ giới và tỳ kheo đó có 100 pháp chúng hợp là nó thuộc về quay nghi, không được ai về nói và cười về nhai vân 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 vân, Đức Phật dạy hết. Thành ra đó, một cái điều trào cử này nè, đó một trong tất cả những quay nghi của người tu. Hồi xưa đó, ngài Ma Ca Diếp đó, tại vì ngài là có nhiều đời, ngài là một vũ sư đó, ngài dạy là múa nhảy chạy múa, phải không? Thành ra có một kiếp ngài là đệ tử của Đức Phật Thích Ca với chúng ta. Thì xong cái bữa đó Đức Phật đang giảng, thì ở ngoài nó có một cái điệu nhạc du dương, nó dãy vào tay của ngài, đứng gì thì nhảy, mặc dầu mặc đồ tu đứng gì nào nhảy trước đại chúng, phải không? Là Đức Phật cũng hoan hỷ để cười. Nhưng mà xong đời sau đó, đó ngài xuất điểm thanh tâm, bởi vì cái đó cái túc nghiệp mình nó còn, phải không? Do đó nó đứng lên nó nhảy liền. Thành ra quý vị đừng nghĩ rằng đời nay á, ví dụ giờ dự bổn đi, bây giờ làm dược sĩ, phải không? Mình có nhiều đời nhiều kiếp học rồi, đời này mình mới vào cái khoa cái môn đó, mình mới thâm nhập được nó, mình mới học được nó, phải không? Để mình đi chế tạo thuốc. Chứ còn nhiều đời nhiều kiếp mình không học á, đời này học vô học không có vô. Nó học không có vô bởi vì sao? Mình không có duyên, mình không có sâu, gieo chồng nó từ sâu rồi. Còn ngài cũng đã gieo chồng nó rồi, nếu đời này mà ngài ngoài đời, phải không? Ngài đi vào bất cứ một tiệc gì mà tại vì xã hội giao tiếp mà, cái thâm nhập ngài điền. Ngài á, nhiều khi nhảy hay về không vũ sư mà nhảy hay giết ta cũng tôn sùng làm vũ sư nữa. Bởi vì nó là thâm căn cố đế rồi. Đó, do đó cái địa cử này đó, nó không chỉ những là chỉ cho người đời không, đôi lúc những người mà ta từng nhảy quen á, gặp cái chỗ mà đang nhảy đầm họ không chịu nổi, phải không? Họ phải ra họ nhảy, bởi vì đó là sở trường rồi. Nó thành ra cái điều cử này á, ý mình nhắc nhở mình không có nên trao đao giữa có buổi họp cho nó ra buổi họp, phải không? Trong cái chỗ nào cho nó ra chỗ nấy, mình người tu mình phải cẩn thận cái quay nghi của mình hơn, để Phật tử chỉ nhìn một cái nhịp của mình thôi, còn họ chê cười mình liền. Đó, do đó cái này rất là quan trọng. Còn người đời á, thì nhiều khi cái điệu cử này đó, vừa tay vừa chân vừa miệng mà họ không dành được á, thành ra nó thành một cái thói quen. Nó thói quen thì lâu ngày thì tập chủng. Nó tập chủng rồi đó, nó không mất, phải không? Nó vẫn còn hiện hữu ở đó. Nó thì nhiều khi chết già một lần nhưng mà nó lẩm cẩm hoài. Mình cứ nói tới nó hoài cái điệu cử này á, nói tuy là nói thế nhẹ gì đó, nhưng mà nó đưa vào trong cái tâm khảm của mình rồi đó, thì già rồi mình thành người ta nói nhảm đó. Nó thành ra điệu cử không phải là về hành động tay chân không, mà cả miệng nữa, cả tư tưởng nữa. Tư tưởng mình ngồi mà mình suy nghĩ quá nhiều nó cũng là điệu cử đó. Điệu cử bằng tư tưởng, thấy không? Đó, giờ đó chúng ta cố gắng để mình về sau, nếu mà mình có sự tu tập được, mình cố gắng mình kìm được, thì đó là một điều tốt. Đối với xã hội Phật tử thì chuyện giao tiếp đó là chuyện bình thường, nhưng trong cái sự giao tiếp của mình nó có thời khắc dừng, chứ không phải là nó không có dừng, thì cái đó là không có gì hết. Và nếu mà mình điều cử trong cái chỗ mà nó không đúng chỗ thì nó rất là gây phiền toái cho mình. Nhiều khi cái điều cử mình cái nó kết với cái sân, cái điều cử này giờ kết với cái sân hận đó, thì chạy ra gì, đánh đập chửi bới. Do đó chúng ta cố gắng mình làm sao mình dàn được, thì cái đó thì mình có sự tu rồi đó, có sự tu lập chính bản thân mình rồi. Thứ 14 là hôn trầm,
hôm trầm đờ mờ mịt như trong lúc chúng ta nghe kinh, ngồi nghe một hồi rồi mơ màng ngủ, không phải ngủ, tai vẫn nghe nói pháp văng vẳng nhưng không nghe rõ vị giảng sư nói gì. Một ví dụ khác, như trong lúc chúng ta ngồi yên tưởng Phật hay niệm Phật, tưởng một hồi tâm mơ màng rồi ngủ gục, không còn biết tưởng niệm gì nữa. Cái này là cái thao thường đối với Phật tử nha. Không có niệm gì nữa cả, mặc dù tay đương làm chuỗi nhưng miệng vẫn niệm, nhưng mà gục, phải không? Tại vì cái thói quen niệm Phật chứ mình nó đã thâm nhập quân tập rồi, nhưng mà gục thì vẫn gục, mình không điều khiển được mình. Cái này á nó rất là dễ. Cái người vị nào mà tinh tấn tu học, mà trong cái giờ tu ngồi thiền nè, trong giờ tụng kinh nè, làm bất cứ việc gì mà nó không rơi vào hôn trầm, cái vị đó có phước dữ lắm rồi đó. Bởi vì mình tránh khỏi cái hôn trầm, cái tu tập đó, cái hôn trầm này nó làm cho mình nặng nề lắm, là một cái chiến duyên cho mình khó tu, không có tu được. Cái này á, thực sự từ nhỏ đến lớn mà nói về sư tu tập á, sư cô tinh tấn lắm. Nói vấn đề tu tập, sư cô ít thích rơi vào chảo cử, không ngủ gục, mà mình hăng say trong vấn đề tu tập mình, bởi vì mong muốn một cái sự an lạc trong tâm hồn mình tốt ra. Thí dụ như giờ mỗi ngày sư cô ở đây đó, có gì đừng nghĩ rằng là sư cô ở một mình, muốn ăn lúc nào ăn, muốn ngủ lúc nào ngủ, không có đâu, cái giờ khác đàng hoàng nè. Một ngày sư cô ăn 2 lần, phải không? Sáng sư cô thức dậy, bất cứ giờ nào sư cô thức, dù trưa ngủ cho đến trưa, thí dụ vậy, bất cứ giờ nào thức thì cái giờ đó là sư cô phải niệm Phật. Miễn sư cô bước ra khỏi giường, dù sớm hay trễ, nửa đêm hay là ban ngày, thì sư cô ra sư cô tụng kinh trước, tùy theo cái thời gian của mình. Nếu tối đó mình có việc gì đó mình thức quá khuya thì sáng mình thức trễ một chút, mình thức trễ rồi thì mình ra tụng kinh trễ, mình thức sớm mình ra tụng kinh sớm, không sao hết, không tội lỗi gì hết, không bắt buộc mình là phải tới nửa đêm, phải đúng 4 giờ mình phải thức để tụng công phu, mà trong khi đó 2 giờ mình mới ngủ thôi, phải không? Thì cái đó mình không có điều phục được thân tâm của mình. Mà tại vì có việc mình cần phải thức khuya, nhưng mà sáng ngủ trễ chứ không sao, vì ngày sau mình không có việc, thì nghỉ trễ chứ mình ra mình tụng kinh, bất cứ giờ nào thức là giờ đó sư cô tụng kinh. Tụng kinh xong rồi đó, dù đó tới 11, 12 giờ sư cô mới ăn sáng. Là bởi vì sao? Nó theo cái giờ thức của mình, theo cái giờ tu của mình. Nó sư cô mới ăn dùng sáng. Dùng sáng xong rồi đó thì tới khoảng 4 giờ sư cô dùng bữa cơm nữa là xong. Không có đây tới ngày mai 12 giờ hoặc là 11 giờ ngày mai sư cô mới ăn nữa. Dùng bữa nữa chứ không phải sư cô ăn tập nhạp, mà tại cơ thể mình nó vậy đó. Trái cây đâu lúc còn quên ăn, phải không? Nhưng uống nước thì nhiều. Nó chứ còn không phải ăn thì cứ đau cãi thôi, nhưng mà cơ thể mình nó mập, có lẽ là do mình không có suy nghĩ quá nhiều, chứ còn sư cô cũng làm dữ lắm, phải không? Đó. Nhưng mà rơi vào hôn trầm sư cô không có. Nếu nói vào sự tu tập ngồi thiền, tối mà sư cô bỏ thời gian yên tĩnh, sư cô ngồi sư cô hạnh phúc lắm, cảm thấy mình thư thả, hòa nhập, nó nhẹ nhàng cơ thể lắm. Đó. Tại vì sao? Mình có tu tập, mình thí dụ cho nó dễ. Chứ còn bất cứ một người nào, quốc thầy với sư cô nào mà buổi chiều có sự tu tập nó quen theo như vậy rồi đó, có gì hạnh phúc lắm. Cầm sao chuỗi giết nó cũng quen rồi, mà không cầm sao chuỗi cảm thấy cái tay gì như nó buồn vậy đó, phải không? Thì các cụ lớn tự cũng vậy, có sao chuỗi nằm để giữ chánh niệm, nó không rơi vào hôn trầm. Có nhiều Phật tử lên chùa, quý thầy quý sư cô chỉ niệm được 2-3 tuần cái cầu niệm Phật thôi, thì bắt đầu vì sao gì vì dưới này bắt đầu gục rồi. Đó là cái nghiệp đó, mình không chống chọi được nó. Có một sư cô không biết có kể để chúng nghe chưa, cái sư cô này xưa nhập hạ cùng chung với sư cô, năm đó sư cô là 18 tuổi 19 tuổi, thì đi nhập hạ bên Kiến Văn á, ở tỉnh Đồng Tháp, bên Kiến Văn ở Sa Đéc Đồng Tháp á. Tại chúng trong đó là khoảng 100 vị, trong đó có tăng có ni nhập hạ chung. Cô thì dễ thương lắm, người rất là hiền từ mà tri sự chứ biết nữa, nấu ăn rất là ngon, mà chỉ biết làm tới nửa đêm bao nhiêu cũng không bao giờ gục. Mà khi lên trên chánh điện rồi đó là coi như là quý thầy mới tụng là câu kệ vừa xong là bắt đầu đó là cổ gục rồi, cổ ngủ gục mà cổ ngáy nữa, chứ không phải là ngủ gục không mà im đâu, phải không? Thành ra chính cổ làm cho đệ chúng không có bụng ôm, không có dằn được là cười. Bởi vì sao họ ôm bụng mà cười, trong khi đó đại chúng ta thanh tịnh, còn cổ ngủ cũng ngái nữa, thành ra ai cũng chủng chỉm miệng cười cho nên không cười lớn, nhưng mà trong bụng họ vẫn có cười, còn miệng họ vẫn chiếc. Cái bữa đó cổ mới xin Hòa Thượng Thiền Chủ,
con bây giờ nghiệp nặng quá không lên, con ngồi thiền với quý thầy quý sư cô không được, thôi giờ quý thầy quý sư cô ngoài thiền cho con xin lại sám hối. Thì chùa thì lớn, ở dưới quê mình mà chính địa thì có bà Phật, bên thì Địa Tạng, bên thì Quan Âm, thế cổ xin lại Phật ở bên Đức Quan Thế Âm lại sám hối. Quý thầy mới vô ngoài thiền tụng xong, vô ngoài thiền im chừng khoảng 5 phút thôi, cổ lại lên lại xuống chừng có 3 lại rồi cổ nằm dài ở trong ngủ luôn. cái nghiệp không chồng nó lớn như vậy đó, nó nặng như vậy đó. Nhưng mà quý thầy rất là quan thị, quý thầy rất là quan thị. Có bữa thuận lợi là lấy cây thiền, ngồi thiền mà, thì quý mà Chư Tôn đi từng thiền thì có cái cây để làm tỉnh thức mình, phải không? Thì lên đó để cái cây lên trên cái vai cổ, đánh dung nhật, đánh nhẹ cái cho cổ tỉnh, đánh không tỉnh đánh thêm một cái nữa, để đánh cái thứ ba mạnh thì là mạnh để cho cổ tỉnh. Nhưng mà thường thường lên trên đó là ai cũng có cái sự tỉnh thức, mặc dù là không trầm đắc, không ai đụng tới thì thôi, có đụng tới là giật mình liền, phải không? Thì cái cổ mới ngồi vậy, cổ này tiếp. Thì khi cổ giật mình cổ lại đó, đằng này Chư Tăng không có ôm bụng, không có chịu nổi. Từ đó tới sau mới quan, mới xin đó là Hòa Thượng Thiền Chủ, phải không? Cho cổ ở một phòng khác, cái giờ tu đó, để tự cổ sám hối, tự cổ lại, để đừng làm dao động đại chúng nữa. Nó thành ra quyết rồi cho cổ ở phòng khác. Chứ cổ lên là cổ ngủ gục, cổ lên là cổ ngủ gục. Nhưng mà bây giờ là vẫn là chủ trì đó nha. Giờ vẫn là chủ trì, một vị rất là dễ thương, nhưng mà cái nghiệp đó, nghiệp không trầm. Đó. Thành ra chúng ta cái hôn trầm này Phật tử có đó là vì do cái tâm của mình nó quá nặng, nó trì. Nó trì xuống, nó không mở ra được, nó không có duyên với Phật Pháp. Có nhiều vị nghe Pháp là lên tụng kinh, ngủ miết thôi. Thì cái đó, cái tâm mình nó không có hiểu được Phật Pháp. Nó còn sâu xa với Phật Pháp quá, nó chưa có gần gũi. Do đó là khi mà giảng tới hôn trầm tới đó rồi là tụng kinh vài tiếng là họ ngủ, thì cái hôn trầm nó rất là nặng. Thành ra quý vị cố gắng, mình không có cái hôn trầm này là mình may mắn lắm. Thứ 15 là tán loạn. Rối loạn là tâm nghĩ sầm xiên, tản mát, phân biệt lăng xăng, rong ruổi theo trần cảnh. Bởi tán loạn nên tâm không định, vì tâm không định nên không phát sanh trí tuệ. Do không có trí tuệ nên không đoạn được vô minh phiền não. Phiền não không đoạn thì không bao giờ thành đạo chứng quả được. Tỷ dụ như cái đèn bị gió lao sao, không đứng yên nên không sáng tỏ. Bởi không sáng tỏ nên không thể phá trừ được sự tối tâm. Tâm tán loạn làm chướng ngại chánh định và tuệ. Người học Phật phải cố gắng dẹp trừ tâm tán loạn. Thì bây giờ để chúng thấy, phải không? Cái tâm tán loạn này, nó tán loạn, nó đi đôi với gì? Cái hôn trầm. Hôn trầm mới có tán loạn, bởi vì nhiều khi mình không nghĩ được mà tâm mình nghĩ lung tung. Nghĩ nhiều quá ở bên ngoài, tại vì mình quân tập những cái chủng tử ác nhiều quá mà thiện ít. Là khi mình ngồi vào trong cái chỗ mà tụng kinh niệm Phật, tâm mình nghĩ đủ thứ hết. Nghĩ quên cái này, quỷ nhớ cái kia, quỷ nghĩ giận, nghĩ hờn, nghĩ ghen, nghĩ ghét. Nó khởi lên tâm mình nó đủ thứ hết, phải không? Thật ra ở đời á, nếu mà nói về cái ghét gì đời chống vợ chồng thì nó quá nhiều rồi, quý vị đã biết hết rồi, phải không? Rồi nó giận hờn cái này cái kia, quý vị cũng đã cảm nhận quá rồi, sư cô không nói chi ly. Mình chỉ nói theo trong này, mình chỉ nói sơ chút thôi, để cho đời chúng hiểu. Bởi vì sao? Khi mà tâm tán loạn nó lên, nó không phải là về hành động bên ngoài, mà tâm mình nó đi râm đủ thứ chỗ. Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu mà trải qua mấy chục năm, mình cũng dần khởi lên được trong lúc mình ngoài thiền. Mình dần lên trải qua bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng của đời sống gia đình, nó khởi lên hết. Đi đâu xa về, nó khởi lên, đó là tâm tán loạn. Cái mình đối với trầm cảm, như khi mà khởi lên mình cảm thấy tức giận, buồn phiền, giận hờn. Rồi những cái gì vui á thì không nói gì, phải không? Nó làm cho tâm mình sáng rỡ. Những cái buồn nó tự nhiên nước mắt rưng rưng. Tâm những cái khi mà buồn cảm nhận cái nỗi buồn quá không có người để tâm tình, đó là cũng sự tán loạn. Rồi cái tự nhiên nước mắt mình tuôn trào ra, khóc ức tức tưởi, đó cũng chỉ cho tâm tán loạn. Trong ba món tâm sở, điều cử, hôn trầm và tán loạn thì không hại chi cho lắm, nhưng đối với người tu hành nó rất chướng ngại. Vì trong khi tụng kinh niệm Phật, thanh thiền quán tưởng thì phần nhiều bị tâm sở, điệu cử và tán loạn nổi lên, nhớ nghĩ sằng xiên hết chuyện này đến chuyện khác. Có khi những chuyện đã qua 5-10 năm về trước, xong đến lúc tụng kinh niệm Phật thì nó
đua nhau khởi lên, không sót một việc nào. Khi biết đó là tán loạn và vọng tưởng, hành giả liền dẹp trừ, không liên tưởng đến. Nhưng vừa bỏ được chuyện này thì nó lại khởi lên chuyện khác. Hoặc những việc làm ăn hàng ngày, đến khi tụng kinh niệm Phật nó lại nổi lên hết. Cái diễn gì trên á, tâm tán loạn trong hôn trầm, hoặc là những cái chuyện mà quá khứ chúng ta đó, cái mà nó dễ suy nghĩ lúc lúc là ta ở một mình. Khi mà có nhiều người đó, tâm nó không khởi đâu, bởi vì nó vui theo đó, nó chao đảo theo đó, phải không? Và khi mình ở một mình ngồi thiền, khi mà mình ở vắng lặng đó, nó tự nhiên nó khởi lên, cái mình suy nghĩ lại chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện giao tiếp như thế nào là nó bắt đầu nó khởi lên, nó làm cho mình loạn tâm. Thì phiền não mình khởi lên thì phiền não nó khởi lên. Hoặc những việc làm ăn hàng ngày, đến khi tụng kinh niệm Phật nó lại nổi lên hết. Khi dẹp trừ tâm sở tán loạn, vọng tưởng vừa im im thì tâm sở không trầm ngũ gục lại nổi lên. Hành giả phải cố gắng để tâm cử niệm dẹp trừ được không trầm thì tán loạn lại nổi lên, vân vân. Tán loạn, điệu cử và không trầm, ba món tâm sở này thay nhau với nhiều người mới tu tập thiền niệm Phật không ít. Thắng được ba món tâm sở này không dễ, mà có thắng nó mới được thành công. Hành giả phải trải qua một thời gian hơi lâu và dụng công nhiều mới thắng được. Thành ra cái này mình muốn thắng nó là mình phải giống như là mình được ở trong một cái chuồng, không được ở trong nhà giống như mình nhập tỉnh thất vậy đó. Mình không giao tiếp với trần cảnh, mình bớt đi dạng viên, vạn duyên, có nghĩa là mình bớt nghe hát nè, nghe nhạc nè, mình bớt coi những cái vấn đề mà tin tức không tốt nè, hoặc là phim ảnh không tốt nè, phải không? Còn mình tiếp xúc với người mà thiện nhiều thì bất thiện ít thì nó còn ok. Còn mà mình tiếp xúc với những người bất thiện đó, nó cũng phải đi vào tâm mình chứ, phải không? Thì lúc mà vắng lặng nhất thì chúng ta làm chướng ngại chúng ta nhất. Thành ra do đó Đức Phật khuyên tất cả quý thầy, quý sư cô tu hay là những Phật tử tu, thường những thiền viện nó trong rừng. Tại vì để xa trầm cảnh, mình không có đối trầm để mà sanh tâm, không có đối cảnh để sanh tâm, đúng không? Tại vì mình nó đối cảnh là sanh tâm, mà đối cảnh sanh tâm đó mới là thiền, phải không? Đối cảnh sanh tâm thì chẳng phải thiền, nhưng mà đối cảnh không sanh tâm đó mới là thiền, phải không? Do đó các vị thiền sư á, thường thường á, ngồi là ngồi gì tu trong những cái vùng núi sâu xa. Phật tử mình cũng vậy, bây giờ có những khóa tu thiền thường ở trên núi hoặc là trong vùng ở xa xôi, nhưng mà phải luyện tâm mới được. Xa xôi bây giờ cũng đông đảo lắm, phải không? Nhiều khi đây đó tu tập bà không có tu tập mà bà tắm nhiều hơn, phải không? Và đi lên tụng kinh á thì được ngồi yên chút đỉnh, mà xuống rồi nó trào nhau tràn đầy phòng á, không yên được. Nó thằng ra đó cũng trào cử của miệng nữa. Thành ra ba món này nó không hại người, nhưng nó hại mình vô cùng. Tuy nói đơn sơ nhưng không điều khiển được nó, cuộc đời mình không thắng được nó. Cả đời chứ không phải là một hay một vài giây đâu, phải không? Tuy nói vậy đó chứ mà học cái này nó lợi ích cho mình vô cùng. 16 là phóng dật, là buông lung, không biết tự kiềm chế, kiềm thúc, lấy mình tánh nghênh ngang, không trọng kỷ luật, không giữ giới pháp của mình đã thọ, nói năng giỡn cười, tự do muốn làm gì thì làm, người khuyên nhắc không nghe, nên ác nghiệp mỗi ngày càng tăng, phước lành tổn giảm. Người đời vì tánh buông lung cờ bạc rượu chè, ăn chơi phá tán, nên nhiều khi của cải tiêu tan, thân thể bệnh hoạn. Người tu Phật phải dẹp trừ tánh buông lung này thì tu hành mới thành công được. Thật sự là như vậy đó, cái phóng dật này nè, ai uống rượu cứ mời mình cái là không đi không được, phải không? Nếu một người nào đó mình điều khiển được mình, có một chú Phật tử lên trên mình, có nhớ không? Nói là chú Trung á, phải không? Vì cuối tuần là có bạn bè mời đi là rượu chè, thành ra chú muốn điều phục chú không muốn đi, chú không muốn bê tha nữa, chú biết cái đó là không đúng, cái đó là sai. Chú lên trên này, chú xin sư cô làm vườn ở phía sau cho mình. Một là tạo duyên công quả để cho mình gần gũi với Phật Pháp, hai là mình tránh xa đi những bạn rượu chè. Nhưng có thời gian mà rượu chè thì vì tánh lãng tầm ấy không tắm được mình. Bởi vì bạn bè rủ đi không đi, cái nó chê cười, cái nay sợ vợ nói nhà, vợ nắm, ôi đủ thứ chuyện để gì để nói. Rồi tức, phải không?
thôi nghĩ tình bạn đi, thì cái đó là tánh nặng tập đấy thôi. Mặc dù lên có phục thiện, đó được phục thiện được vài ngày xong rồi cũng trở lại tánh cũ. Mà cái này là phải gì phục thiện nhiều ngày mới được, chứ làm một hai ngày không thành công gì hết, phải không? Do đó là phải cố gắng kiên trì mới được. Bạn rượu ngủ đi, bạn coi đá bóng cứ ngủ đi đá bóng, bạn đánh bài cứ ngủ đi đánh bài, mà khi giàu rồi đó thì không buông được. Thì sao? Sức khỏe hao tốn, hao tổn sức khỏe, tiền bạc cũng hao tốn, nhà cửa tan nát, vợ chồng ly tán, tất cả cái gì cờ bạc rượu chè, phải không? Cái chú đó, nếu mà nói về phò phóng dật này, có một cái chú đó, bởi vì cái tâm của mình mà không có dần được đó, thì tội ác liền theo, phải không? Cái vị này là người chồng thứ hai, vì cô vợ là có một người bồ có chồng rồi, có bầu có con, nhưng mà không biết tại sao ly dị, hay là do cầu can với ông này với ông kế ngoại tình mà ly dị thì không biết. Thì là kế là có một đứa con gái 3 tuổi, thì ở nhà vợ đi làm, kêu là cha dượng, cái gì kêu là cha dượng ở nhà để giữ con. Nhưng không biết tại sao mà cái tâm nó nổi lên đánh đập mà đứa bé, giả mặt nó rồi đánh đập trên đầu nó, rồi xong cầm hai chân của nó dọn vô tường chết tại chỗ. Quý vị thấy cái này là phóng dật, mà phóng dật ác quá, tâm sát hại nó quá mạnh, phải không? Rồi đưa vào công an đó là hỏi tại sao mà phải làm như vậy, lúc đó không còn điều khiển được mình. Nên khi mà cái cơn mà tức giận sanh lên, vì tức giận mà nó phát lên khi đó không phải là con của mình, phải không? Thành ra cái tâm mà khởi lên sân giận thì ác thì giết người đó, nó đi theo cái bên. Thì đó là cái phóng dật này nó đi giống gì, cờ bạc rượu chè, là ăn chơi chắc tán, phải không? Rồi nên nhiều khi của cải tiêu tan, thân thể bệnh hoạn, mà người đời giống gì, người tư Phật mình khỏe cắn. Bởi vì xa vào phóng dật là tội lỗi. Nó phóng dật nó không phải là mình cứ nhảy đầm này, nó không phải. Phóng dật cả những cái là buông lung về ngũ dục, về ngũ dục lạc, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thị. Phóng dật buông lung là có nghĩa là gặp ai mình cũng gia chạm vào được hết đó. Gặp ba vợ người ta muốn lấy thì lấy, nó cũng là một từ phóng dật, chứ không phải phóng dật là nhảy đầm ăn chơi buông chắc tám, là nhiều thứ gồm vô trong phóng dật này hết, nó đủ thứ hết. Tại vì phóng dật này chỉ cho một hành động bất thiện, còn những cái gì thuộc về bất thiện đó là phóng dật, chứ không phải nói là tham đó là phóng dật. Không phải, tham đó là cái danh từ chính của nó rồi, nhưng phóng dật này cũng là những gì thuộc về tham. Nó tham đủ thứ hết ở trong đó luôn. Do đó cái phóng dật này là rất là quan trọng, chúng ta phải cố gắng diệt trừ. Ai Vũ ơi, ngày mai là tao mày đi câu cá, phải không? Nó cũng hành động với người đó. Nếu mà câu cá gặp mà những con cá hiền thì không nói chi đi, phải không? Những con cá mà nó dữ, nó giật mình nhảy xuống sông, phải không? Mà mình còn tham, mình kéo nó lại, có con gì khác đánh cắn mình chết định tại chỗ. Cái chuyện đó là chuyện thường, phải không? Có nhiều người đi săn, sư cô thấy cái gì đó, là đi bắt rắn. Quý vị nghĩ là quý vị là thầy của rắn này, nên như đừng tưởng. Có những con nó lớn, nó mạnh. Có bữa đó, 4 thằng ở Việt Nam đi xuống một cái hồ, bắt một con trăn. Con trăn nó lớn mà cỡ cùng chân của mình vậy đó, nó ăn luôn con người được. Nó nuốt con người là chuyện bình thường. Khi 3 thằng kia chưa tới, thằng này giật với con trăn mà quấn nó, kìm luôn nó xuống dưới nước luôn. Thì 3 thằng kia thấy rồi, thấy rồi nhảy xuống kéo lên, mà kéo lên không nổi đó. Là bị gì sao không? Con trăn á, khi mà kéo nó lên rồi đó, mà được kéo lên nó nằm sải luôn. Nó nói bây giờ cũng như cái người nó yếu nhược luôn, cái sức mà của con trăn nó quấn lại đó. Con người nó nhược luôn, nó không có sự mà dung dậy được, nó nằm một hồi nó mới tỉnh lại. Nó nói mấy ông phải cẩn thận, để ông thôi là nó quật hết á. Tại vì sao? Tôi quật không có nổi, một mình nó quật không nổi, nó mạnh ghê lắm, nó ghì cho thân nó lại. Do đó nó rất là nguy hiểm. Thành ra cái vấn đề đó cũng là vấn đề phóng dật đó, mình không tự kiềm hãm được mình, là chúng ta phải cố gắng mới được. Cái 16 là phóng dật, đúng không? Chúng ta cái đề toán được đúng rồi. Chúng ta nên phân biệt một chút để cho rõ hành tướng của 3 món tâm sở này. Điệu cử làm cho tâm lao chao, tán loạn làm cho tâm vọng tưởng rối loạn,
phóng dật làm cho tâm buông lung. Để thí dụ thêm rõ ba món tâm sợ này, thí như một con ngựa cột trong chuồng, tuy đứng một chỗ nhưng đầu và mình vẫn lắc qua lắc lại như thế là dự cho tâm lao chao. Hai con ngựa không bị cột đứng một chỗ nữa, nó chạy tới chạy lui lăn xăng trong chuồng như thế dự cho tâm tán loạn. Ba, đến lúc ngựa tâm chuồng rong ruổi theo cái hoặc phá hư khoai bắp của người rong ruổi theo cái là cái gì biết không? Con ngựa cái đó, thường thường nó như vậy đó, đó là phá hoại khoai bắp của người vân vân như thế dụ cho tâm buông lung. Hành tướng của ba món tâm này là khác nhau như thế. Sư cô thí dụ, quý vị đừng có nghĩ rằng nó là chuyện mà tham dục đó chỉ có nam nữ thôi, không phải nam nữ, chỉ có người chúng ta trai gái là chuyện gặp nhau đưa tình liếc ý hoặc là đưa mắt là đủ thứ hết. Chỉ là nói là con người cũng có đâu, con chó nó cũng có, biết không? Ở chùa có nuôi một con chó mà quý sư cô thương lắm. Ở chùa sư tự nhiên có hai con chó, kêu là con Na với con Bí, bởi vì nó mập nó tròn với cho Bí vậy đó, dễ thương lắm mà nó khôn y gan con người, nó khôn dũng lắm luôn. Cái ăn á, chiều là ăn cháo lòng không đó, ban sáng á, là mỗi một con á, là một hộp sữa, một hộp dâu với một miếng phô mai ăn sang như vậy đó. Rồi tới Tết á, cái sư cô mà nuôi nó đó mặc áo cho nó rất là đẹp, may áo cho nó, tự sư cô đó may cho nó, rồi á, mới làm một cái túi, cái túi để gì, để đi xin tiền xì. Thành ra nó đi Tết chỗ này chỗ kia một mình một con thôi, 1,000,000 cho một cái Tết là chứ không có ít đâu. Kêu á là tại vì nó đệ tử của cô đó thì bác chú đi xung quanh chùa, bác thì xì con 50, người kia thì xì 50, 100 bỏ vô đầy hết. Tánh của sư cô thì ít có thương mấy cái con đó lắm, tại vì nhiệm như mình, cái tánh mình nó không có ước đến như là những vị khác, do đó là cái cô đó thương nó dữ lắm. Còn á, kêu nó cái gì là nó nghe cái nấy, nó khôn dữ lắm. Cái xong cái bên ở ngoài phía trước cửa chùa đó, ở bên hông chùa nó có một cái nhà đó cho thuê điện thoại, cũng như người ta cần điện thoại lên đó điện với bán nước xăng nước đắng đồ Việt Nam mình, nó bán dọc đường đó. Có nuôi một con chó trắng, mà chó trắng là con chó đực, còn ảnh là con chó cái ha. Cứ chiều á là ta thả ra cho nó đi quá rung đó, thả ra cho nó đi ngoài đường, xong rồi đến chùa anh này đợi cái người đó tới, đứng ở ngoài vậy đó, người trong người ngoài. Lúc đó thì là chùa chiều, chùa hay mở cửa, cái anh này dắt chạy vô, cái quý sư bà, quý bí sư ấy biết bị dắt chạy vào chùa phải không, la nó thì nó sợ, có đuổi con kia ra, thì nó đã quen rồi, nó có nói với ông ngôn ngữ của nó quen rồi. Tình ra khi chùa mà đóng cửa lại, anh kia thả đó đi ra chùa, cái phía dưới á nó có một cái hàng cái khoảng trống ở phía dưới á, anh này đưa miệng ra, anh kia đưa miệng vô đó, nó biết nó hẹn nhau đó, nó chiều quý sư bà gặp đó ha, mày hẹn trai nha, mày hẹn với trai nha. La nó thì bà đổi chạy, chứ không la nó là đứa là đợi, nó đợi cái người đó tới đó, đợi con chó đó tới đó, thấy không? Do đó đó, đừng cứ nghĩ rằng con người mình có tình cảm không, mà cái loài đó có, tất cả loài đều có, bởi vì cái dục đó nhiều nó mới thành súc sanh. Con người mình á có dục, nhưng mà có tri thức á thì nó còn đỡ, phải không? Còn cái dục của súc sanh á, nó truyền đời kiếp kiếp bị gì đó mới khổ cho cái đó. Chứ đừng nói súc sanh dục chó mèo gắn rít gì, nó vẫn có cái dục của nó. Thành ra cái gì nghĩ những súc sanh đó, của chim đó, phải không? Chim á là loại dục nhiều nhất đó. Rồi 17 là bất tín. Bất tín là không tin, không tin nhân quả tội phước, không tin giáo pháp chân chánh của hiền, của bậc hiền thánh, không tin điều hay lẽ phải. Vì không tin cho nên không làm, vì không tin nên không sanh ra, nên sanh ra biến nhát. Vì không tin nên cho nên sanh ra biến nhát, ưa thích những điều ô nhiễm làm cho tâm tánh đen tối, hàng Phật tử phải dứt trừ tâm bất tín. Quý vị thấy đó, mình trong học đó là trong tứ chánh cần á, đây tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực đều có cái niềm tin trong đó, và cả ngay thất bồ đề phần, phải không? Thì là cái gì cũng phải có niềm tin trong đó, bởi vì sao? Niềm tin chúng ta học để chúng ta tạo cho chính chúng ta mạnh, vững mạnh giữa cuộc đời, mà vững mạnh trong Phật pháp. Mình có niềm tin để đặt vững mình chỗ đó, mình không bị
không có bị chao đảo bởi những lời nói khác. Vì mình tin rằng mình tu, mình có sự giải thoát thật sự thì mình mới tu được, mà mình đó là không có tin rồi thì mình khó tu đó, phải không? Cứ lương ương giữa vợ chồng với nhau cũng vậy, chúng ta bất tín thì vạn điều không tin, làm cho vợ chồng sống với nhau không có niềm tin thì tạo ra đau khổ nhiều hơn. Có niềm tin thì nó không có đau khổ. Giờ đi sớm hay gì trễ, mình có niềm tin, mình đặt trọn niềm tin với vợ mình, đó là sự tôn trọng, phải không? Còn mình không có tôn trọng làm cho xã hội này nó đảo lộn lên. Ở như trong công ty mà mình không có đào tạo đủ cái niềm tin cho bạn bè, cho công ty, cho những người chủ của mình dễ bị đào thải, phải không? Có một bác Phật tử, bác kể với sư cô nghe, nay là cũng mấy chục năm rồi. Bác nói là khi mà bác có bầu, bác bệnh nhiều lắm. Bác bệnh nhiều. Rồi thì người chồng bác sự nói những lời nói như mạ nhục bác, phải không? Không có đủ niềm tin là người bác. Bây giờ bác 87 tuổi rồi, không có đủ bộ đủ niềm tin đó nơi bác. Nhưng gia đình giàu lắm, bác là xưa coi như là mặc hoa gia phấn là đi quốc cao quê ở Việt Nam, mà thời đó là áo đi mà là cái đường là áo dài không đó, có người hầu kẻ hạ đó. Nhưng bà tức cái lời nói của ông, năm đó là bác mới có 40 mấy tuổi thôi, nhưng giận ở với chồng nhưng mà không cho được gần người. Bởi vì một người đàn ông mà nó xúc chạm mình á, cái tự ái thì mình là người quá đúng đắn, mà tạo không có tạo niềm tin cho nhau, do đó nói những lời xúc phạm làm ta đau. Do đó là bác dựng ở chung một nhà nhưng không bao giờ là gần gũi với chồng của bác. Trải qua một thời gian xa rồi đi qua bên này, rồi ban đầu bác qua trước với con, với mấy đứa con của bác. Sau này nghĩ tới bỏ ông xã ở nhà thì thấy cũng tội nghiệp, muốn đem qua bên đây để xưa sống xứ này, cũng đem qua ở chung nhà. Ở chung nhà đó ông cưng thương bả dữ lắm, không xa, nhưng mà lỡ một lời nói thôi mà bác không bỏ, bác gái không bỏ, phải không? Do đó đó, qua đây ổng bệnh một thời gian, bệnh bán thân, nằm tại chỗ đi đứng nằm ngồi không được, bác sẵn sàng bác lo tròn trách nhiệm của một người vợ, nhưng dứt khoát việc tình cảm của nam nữ riêng tư không cho gần người. Vẫn tôn kính chồng, vẫn lo lắng cho chồng, đầy trách nhiệm của mình đó, nhưng mà không có tha thứ vấn đề giữa tình cảm riêng mình. Thì quý vị thấy một lời nói của mình mà không có dành đủ niềm tin cho một người chồng, người vợ của mình đó, mình tạo đau khổ suốt đời cho cái hố sâu đó. Nó dành cho quý vị phải cẩn thận, đúng không? Thứ 18 là giải đãi, là biến nhát, trễ nải. Bất luận việc nhỏ hay lớn, cái trải đãi này á, mình học qua cái giải đãi này nè, mình học qua trong cái mà tứ như ý túc, rồi tứ chánh cần, nó đối nghịch với cái gì? Giải đãi này đối tinh tấn đối trừ gì? Giải đãi. Tinh tấn để diệt trừ giải đãi đó, thành ra là cái giải đãi này là mình để gì? Mình phải tinh tấn để diệt trừ nó. Biến nhát, trễ nải, bất luận việc nhỏ hay lớn đều biến nhát không muốn làm. Giả sử có làm thì cũng sơ sài, cẩu thả hoặc nửa chừng rồi bỏ rơi. Ví dụ như người biến nhát á, đi tìm việc làm xong rồi cái làm không ra thì không có ra chuyện, tại vì làm biến quá đi, làm việc không có ra thành phẩm cho chủ, có thành ra giết người ta cũng đuổi, phải không? Ở nhà biến nhát với cha mẹ cũng chửi hoài, rồi giết mình không có tạo được hạnh phúc cho chính bản thân mình. Cái sự biến nhát này á, làm cho sự nghiệp mình ta gian dở mà nghèo khổ suốt cuộc đời. Nhưng cái người mà gia chẳng với đời nhiều đó, mình đau khổ nhiều, dồn dập nhiều đó, mình phải đứng dậy, thì phải diệt trừ cái giải đãi này, cái biến nhát này. Nếu không diệt trừ thì cuộc đời của anh đó, nó như đó là khúc củi trôi sông thôi, nó không thành tựu được gì hết, phải không? Giả sử có làm thì cũng sơ sài, cẩu thả hoặc nửa chừng rồi bỏ. Làm chừng nào rồi cũng được, trong giấy sĩ, nông, công, thương, các nghề nghiệp. Nếu người có tánh giải đãi thì công việc khó thành, dầu có thành công cũng không được tốt đẹp, phải không? Mình phải chú tâm vào đó. Mình làm một công việc muốn thành thợ may thì sao? Phải chú tâm hết để học hết các nghề. Còn có giải đãi trong đó, nó có thành công ra về nhà cũng chắc được, cũng không làm nghề được. Bởi vì mình quá giải đãi, lười biếng, không chú tâm hết đó thì khi đi về học thì quên hết. Học trước mặt đó để gì? Để tốn tiền thôi. Còn người thầy thì ta dạy tới đó thôi, ta không thể nào ở với mình suốt cuộc đời, phải không? Thành ra mình muốn thành nghiệp sự may thì phải dốc lòng,
người tu hành do giải đãi nên không được thành đạo. Chứng quả vô số kiếp về trước, Đức Phật Thích Ca và Đức Di Lặc hai ngài đồng thời tu hành. Đức Thích Ca nhờ tinh tấn mà thành Phật trước Đức Phật chúng ta, nhờ thành Phật chứ không? Đức Di Lặc một tiểu kiếp, ngài Di Lặc do giải đãi nên hiện nay vẫn còn làm Bồ Tát. Chúng ta học được trong kinh Pháp Hoa đó, phải không? Ngài làm cộng danh Bồ Tát đó, là tiền thân của Đức Phật Di Lặc đó, nhưng mà tới giờ vẫn chưa thành Phật vì cái sự giải đãi của mình, lười biếng của mình. Nhưng mà sự thật ra thì có lẽ cái hiện thân thôi, đã có danh từ là Phật tương lai rồi thì đương nhiên ngài đã là Phật, nhưng chưa ra đời. Nhưng cái đó để thể hiện ra, để chỉ cho những người có tánh giải đãi không thể nào thành Phật được. Ngài Di Lặc do giải đãi nên hiện nay vẫn còn làm Bồ Tát. Chúng ta phải trừ tánh giải đãi của mình thì sự tu hành mới chống thành công quả, thành công đắc quả đó. Thì chúng ta có tu hành, nếu mà có giải đãi thật sự, nếu có giải đãi không thể nào thành Phật được hết. Thành Phật phải bỏ trừ cái giải đãi này. Nếu làm sự nghiệp nào cũng vậy, nếu mà Phật tử mà mình học mà muốn thành công nấu cơm mà do gạo không đến nơi đến chốn thì cơm cũng sẽ sình. 19 là thất niệm, không nhớ nghĩa là không chăm chú để ý đến công việc của mình. Cái nói tới cái giải đãi phía trên á, ví dụ một người ta mình nhờ mình đi công việc, thức khuya dậy sớm, mình hẹn người ta mình chở thì đi ra ngoài sân bay là 4 giờ xe chạy, mà mình rồi không đổi thì coi như là trễ cái bay hết trơn nè, phải không? Phải cố gắng mà tinh thắng để cho nó đưa đến nơi đến bờ đến chốn. Cái này học hay lắm, nhiều khi mình nghĩ là mình cũng mắc cười lắm. 19 là thất niệm, không nhớ nghĩa là thất niệm này để đi với gì, nó đối nghịch với gì? Niệm, đúng rồi. Là không nhớ nghĩa là không chăm chú để ý công việc của mình, vì quên mà hư hỏng nhiều việc lớn lao. Người tu thiền hoặc niệm Phật vì không nhớ chánh niệm nên vọng niệm dễ sanh. Bởi thế người tu phải tịnh tâm chú ý và dẹp trừ thất niệm đối với gì quên chánh niệm. Thì vậy sư cô mới thí dụ cho đệ chúng nghe, mình á thất niệm này đó, mọi việc đều mà mình mà có thất niệm thường xuyên đó thì công việc mình dễ lỡ làm. Mình nấu một nồi cơm, thấy không, tự nhiên mình tắt lên đó rồi nhưng mình tán loạn tâm, mình quên bấm đi, cái tới chừng giờ ăn cơm đi lại thì cái cơm gạo vẫn còn hiện nguyên à. Có một cái người đó kể sư cô nghe, cái sư này á cũng 72-73 tuổi rồi, nhưng về chùa thì ham thích công việc ý chùa mà dành hết á, không cho ai làm hết để mình làm, phải không? Tại vì mình làm ship ở đó xong rồi cái mới bắt một cái nồi lên để hấp thức ăn để bán, nhưng mà tới giờ đi ngủ chưa tắt mà lại nhớ tắt rồi, bắt đầu là cái bếp nó bốc cháy thì mình có alarm đó, nó nóng quá thì nó động, nó kêu quản hồn thức gì thì nó cái bếp nó bốc cháy nhiều rồi. Hên là vì sao, ở đó gần bếp mình dập tắt được rồi, mình kêu sợ cứu hỏa đến kịp đó, do mình thất niệm nè, phải không? Nếu mà mình còn nhớ thì là nó đâu có hư hỏng gì vậy, do mình thất niệm mình làm xong mình quên, mình dành cái này mình dành cái kia vì mình tiếp xúc nó, mình chứa chấp nó quá nhiều, mình tán loạn. Do đó mình phải cố gắng để vì sao, cái công việc nào cho ra công việc nấy để giữ cái chánh niệm mình thì cái việc đó mới không hư, không có bị hỏng. Chưa để đường mà nó để đường rồi, làm công việc làm bánh chưa để đường, đã để đường rồi bánh lập nhắc ha. Cái là bỏ muối. Bỏ muối, đôi lúc mà bỏ muối rồi nó chưa bỏ thêm nữa thành ra cái phần canh nó mặn. Hai là bất chánh tri, là bất chánh tri này đối diện với gì, đối trị cái gì, nó đối nghịch với cái gì. Chi, bất chánh tri là chánh tri kiến, chánh tư duy á, hiểu đúng chánh tư duy, hiểu biết đúng đắn, phải không? Bất chánh tri có nghĩa là nếu mà mình tư duy đúng, chánh tư duy đúng thì mình là hiểu biết đúng, phải không? Con này là hiểu biết không chân chánh thì tất nhiên là nó đối nghịch với gì, với chánh tư duy. Chánh tri là hiểu một cách không chánh đáng, nghĩa là hiểu tà vậy, hiểu mê lầm. Vì chúng ta cũng nên phân biệt thêm một chút để cho rành rõ về hành tướng của ba món tâm sở này. Ủa? Không, phải bắt chánh tri.
Bất chánh chi là hiểu lầm, không biết chánh đáng, nghĩa là hiểu tà vậy, hiểu mê lầm. Vì hiểu lầm nên mới làm sai, có khi cũng hiểu lầm mà phải xích mích với nhau. Thế nên người học Phật phải hiểu rõ ràng và chánh đáng. Khi tiếp xúc một vật gì, phải phán đoán và suy xét cho kỹ để tránh sự hiểu lầm hoặc không chánh đáng. Có thể mới tránh được hành vi không hay, biết sửa đổi, như thế mới gọi là tu tâm. Như trên đã nói rõ về 20 món tùy phiền não. Thành ra đó, quý vị mình phải sống tâm cái 20 món tùy phiền não này với 10 món tùy phiền não kia, tổng cộng là 30 món. Và mình chia ra làm hai phần, đại tùy và tiểu tùy. Đại tùy là 10 món căn bản phiền não chính, tiểu tùy là gọi là tùy phiền não, là 20 món phụ. Nhưng trong 20 món phụ này nó không có thể, nó cũng không có thua gì 10 món căn bản phiền não kia hết á. Và nó cũng dính líu chắc với nhau. Bởi vì nó có tham, có sân, có si khởi lên thì mới có cái này đưa vào. Tham ngủ thì đưa ra giải đãi, phải không? Nó có tham vô đó. Rồi là mình không ghi nhớ là thất niệm. Mình không ghi nhớ cái chuyện này chuyện kia. Nếu mình có chánh niệm trong bát chánh đạo thì cái thất niệm mình không có. Đó, thành ra mình ở đời mình cố gắng, cái này là cái phương pháp tu tập. Tuy nói nó không có quan trọng nhưng thực sự nó rất quan trọng cho đời sống tu hành của chúng ta, quý vị cố gắng. Thấy không? Tùy là gì sư cô? Tùy hả? Là tùy thuộc, tùy theo. Nó kết hợp với nhau á. Có nghĩa là nó là một cái móc xích. Tùy á, nó là móc xích. Tùy anh muốn đi cũng được, không muốn đi cũng được. Nhưng mà nó là một cái móc xích, phải không? Cái này có, cái kia có, nó nắm theo. Phóng vật, phóng vật thì có gì? Có giải đãi. Tại vì tâm luôn luôn mà có giải đãi. Giải đãi là gì? Thì thất niệm. Nếu mà mình không giải đãi thì mình chánh niệm rồi. Vì mình giải đãi thất niệm nó giống như một móc xích. Cái này có, cái kia có, cái nó liên tiếp chỉ nhà. Do đó thì cái bài chúng ta học đến nay, thì người tu á, mình phải cố gắng tu tập để gì? Để làm cho mình có đạt được một cái quả giải thoát thật sự của mình. Giống như mình may mắn lắm mình mới được thành một người tu. Chứ còn mà hồi sáng á, sư cô có đọc một cái mẫu chuyện trong thời Đức Phật còn tại thế, phải không? Với một người tu á, với người cư sĩ á, người muốn xuất gia khó vô cùng. Mà một vị tu sĩ mà đã xuất gia được thì họ có gieo được cái những cái phước đức từ nhiều nhiều đời kiếp trước rồi. Có một vị khi đó Đức Phật đi khất thực thì có một vị gia chủ thỉnh Đức Phật đến để cúng dường cho Đức Phật một bữa ăn. Thì trong cái bữa cúng dường đó có nhiều vị tăng không thanh tịnh. Thì quý vị mới không thích những vị tăng không thanh tịnh này, mới cầu xin Đức Phật, mới hỏi, mới thưa với Đức Phật, cúng dường cho một vị tăng thanh tịnh với một vị tăng không thanh tịnh đó phước nào lớn hơn? Thì Đức Phật mới giải thích, thực sự ra đó cúng dường cho một vị tăng thanh tịnh với vị tăng không tịnh, đương nhiên vị tăng thanh tịnh sẽ đức phước đức sẽ lớn hơn rồi, phải không? Nhưng mà với cái tâm mình không chịu chấp, phước bằng nhau. Tại vì sao? Mình cúng dường, mình buông xả thì phước đức nó bằng nhau. Đức Phật nói đó, ở trong ngọc, ngọc á nó ở trong đá, thì bên xung quanh ngọc đó phải không, thì nó có những hạt đá sỏi, những đất đá nó nằm xung quanh đó. Không thể nào ngọc mà nằm riêng với nó là ngọc không, phải không? Thành ra trong chư tăng thanh tịnh, trong hàng chúng tăng thanh tịnh vẫn có những vật bất tịnh, những cái vị chư tăng bất tịnh trong đó. Thành ra mình cúng mình định chắc chứ. Đức Phật nói với một người có tâm nguyện xuất gia, đó là họ có căn lành nhiều kiếp rồi, còn cái nghiệp đó để từ từ họ sẽ tháo gỡ. Thành ra ý Đức Phật nói như sao? Mình đừng có khinh về những người phá giới. Ý nói vậy mình phải tôn trọng với một người xuất gia, bởi vì nhiều đời nhiều kiếp đối với người cư sĩ ham muốn xuất gia không phải là chuyện dễ, phải không? Họ muốn từ bỏ gia đình để đời sống không gia đình, nó không phải dễ. Bởi vì nó ràng buộc đủ thứ, mà một người đã rời bỏ được rồi nhưng mà nghiệp chướng họ vẫn còn tham cái gì đó, thì nó học có giống như là họ giải thoát từng phần. Họ giữ phần nào thì hai giờ họ giải thoát phần đó. Thì sư cô cũng đọc kế cái ngày mà vua thuận đế thuận trị hoàng đế ở đời nhà Thanh ở Trung Quốc,
Cái vị vua này thường thường là rất là tôn sùng quý thầy, quý sư cô, tôn thường các vị thánh tăng. Ngài mới có làm bài thơ sư cô chia sẻ đại chúng: cơm chùa thiên hạ có thiếu chi, bình bát tùy duyên khắp chốn đi, vàng ngọc thế gian đâu phải quý, đắp được ca sa mới diệu kỳ. Phải không? Mình đắp được cái áo ca sa đó là mới sự màu nhiệm, bởi vì mình có, mình thọ giới có đại tăng, đại tăng ni, đại tăng bên tăng mà đại tăng bên ni. Đó, có hai bộ chúng. Đó, bên hai bộ đại chúng. Có nhà đại chúng bên tăng, đại chúng bên ni đứng chứng minh cho mình và mình tác pháp yết ma. Mình tác pháp yết ma, mình thọ giới, mình đắc giới từ những vị sư thanh tịnh. Thành ra cái này là quý báu vô cùng. Đối với Phật tử thì ở ngoài đời họ chưa biết, tại vì quý vị bên nay mình không có cơ hội chứng tham gia được một cái buổi lễ mà đại giới đàn. Chứ mình có tham gia buổi lễ đại giới đàn rồi mình phải tâm mình lưng lưng. Tại vì truyền giới nó phải là một chuyện dễ, phải lựa chọn những vị ni thanh tịnh quý sư bà mộ mực để truyền giới cho quý vị đó. Chứ không phải là tự động mình muốn đắp y lên đắp đâu. Phải không? Quý thầy ở chùa một mình muốn trao giới cho Phật đệ tử của mình phải thỉnh chư tăng ít nhất là 4 vị trở lên. Để đó là một đại tăng, để gì? Để truyền giới cho đệ tử mình. Hai vị không đủ đại tăng, phải từ 4 người trở lên. Nó tùy theo tăng, tùy theo ni, phải từ 4 người vì trở lên nó gọi là đại tăng. Và một mình truyền giới cũng là phương trượng thôi, để phương tiện thôi, chứ nó không đủ cái sự mà chứng minh tác pháp yết ma trong đó. Do đó quý mình may mắn lắm, mình mới là gặp được là quý chư tôn đức, quý sư bà truyền giới cho mình. Nó thành ra trong cái thời gian truyền giới đó, tất cả những phóng dần 8 đoạn phát nguyện bất chấp chi này nó không còn tồn tại trong đó nữa. Bởi vì sao? Quý vị phải tinh tấn tu hành trong thời gian đó, là bắt quý vị là sám hối liên tiếp 3 ngày liên tiếp, coi như là y áo của quý vị đó nó ướt miết thôi, nó không khô. Bởi vì hết giới đàn này, hết đợt này, xong tới đợt khác, hết sư này hướng dẫn tới sư khác, thành ra tất cả các giới tự đó không có thời gian để nghỉ. Chỉ 3 ngày thôi, giống như quý vị tu tập cả năm cả tháng vậy. Bởi vì sao? Quý sư bà thanh lọc quý vị, gàn lọc quý vị, lúc đó tâm quý vị là chỉ chuyên chú nhất vào là giới lực đòi học giáo pháp để trả bài cho quý sư bà. Cho đó lúc đó tâm quý vị thanh tịnh ghê lắm. Đó, lúc đó là cái Phật chứng minh cho mình, ngay chỗ đó Phật có ở đó. Đâu lúc ra là tâm mình tắm là không có Phật trong đó nữa. Có nhưng mà bị ẩn đi, đúng không? Do đó ngày Di Ma Cực, một cư sĩ ở thành Tỳ Gia Ly á, có một vị trưởng giả giàu có. Lúc đó đó tuy sống ở nhà nhưng mà không giếng mất ba cõi. Biết mà vị cư sĩ trong kinh Di Ma Cực không? Ngày sống á, ngày Di Ma Cực á, ngày thể hiện là một vị Bồ Tát cư sĩ, nhưng mà ngày giải biết không một vị Bồ Tát nào. Tất cả những là Phật đại đệ tử của Đức Phật đi viếng thăm là ngày Di Ma Cực, ngày là cư sĩ thôi, nhưng là ngày giảng lý không. Ngày ở cái nhà mà nhà ngày trống rỗng, không dính dưới một cái gì hết, không dính bất cứ một cái gì hết. Do đó là tâm ngày lìa tất cả pháp vật, lìa tất cả tham lam, lìa tất cả mà danh lợi giàu có, ngày lìa hết. Thí dụ như là ngày giả bệnh, phải không? Đức Phật kêu tất cả những hàng đệ thánh tăng đi để đến để thăm mà không ai dám thăm hết. Ba vị đến thăm thì bị ngài chất vấn gì về giáo lý, mà nếu mà đương cơ không thể không có đủ với, mà đối với ngài thì sẽ thua thôi. Chỉ có một mình ngài đại trí văn thù đến để gì? Để đấu trí với ngài thôi. Mà khi ngài đại trí văn thù đến để đặt câu hỏi, ngài đặt câu hỏi đại trí, ngài đại trí văn thù á, ngài đại trí văn thù chỉ mỉm cười và nín thinh thông, nói không trả lời tiếng nào hết. Bởi vì cái vô ngôn nó mới là chân ngôn, phải không? Và đó đó, thành ra ngài Di Ma Cực lìa hết tất cả. Ai đến thăm vì danh lợi tài, tiền tài, danh lợi vật chất, ai dính vào cái gì ngài chỉ thẳng vào có nói chứ. Mà ngài biết vị nào dính về cái nào hết. Cái đó mới là hay đó, một cư sĩ coi như là tánh thông đó. Thì có dịp cố gắng để mà search lên trên mạng tìm kinh Di Ma Cực đọc đi, hay lắm. Hồi xưa sư cô thuộc Lào nhưng giờ quên, cứ quên. Chứ hồi xưa sư cô tập cái quyển đó xong rồi, sư cô thuộc Lào từng vị Bồ Tát, từng vị Thánh Tăng để đi thăm. Mà bây giờ lâu quá cái mình không có ôn lại, đọc tới đọc lui. Rồi ở đây cái mình giảng giáo lý này nọ rồi nó nhiều cái chủng tử tập cho mình rồi. Bây giờ cái đó nó lắng dịu xuống, nó bỏ qua, mà mình sư cô không có kinh Di Ma Cực ở đây. Rồi cũng không có sớt lên mạng để coi để ôn lại. Thì ôn lại thì mình sẽ nhớ, nhưng đủ duyên đi, khi nào đủ duyên rồi mình sẽ học, bởi vì giáo lý nó còn nhiều. Thì giờ tới đây đi để chúng ta là nghỉ. Hồi nãy sư cô nói chữ đại tùy hay là đại tùy? Đại tùy. Đại tùy. Tùy.
chứ không phải tùy là tùy thế phận, còn này tùy, tùy là theo đó, tùng tùy là tùng đó, là theo sân theo nhau đó. Cái này nó kết với cái kia kết với cái nọ đó, nó đang một sợi dây chằng chịt, nó không có buông được. Rồi còn hỏi gì nữa không? Thôi thì chúng ta học đến đây nghỉ ha. Mời để chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện